Em gái ơi, tại sao lại đứng ở ngoài đường này không có giày dép gì này, đau chân chết. Em muốn đi đâu anh chở? Thôi, em không đi xe ôm đâu ạ. Anh đi đi ạ. Trông anh này em lại bảo là xe ôm. Em này. Dạ. Anh nghĩ rằng chúng ta gặp nhau ở đây nó cũng là cái duyên. Em muốn đi đâu thì anh sẽ chở. Thôi, ngại lắm ạ. Em đang chờ người quen đến đón ạ. Em... Hỏng dây. Để anh xem nào. Dạ, không cần đâu ạ. Cái gì mà không cần, để anh xem. Cần thiết anh mua cho người khác. Để anh đo. Alo, chị à. Chị nhanh lên, xem em bị đứt. Em không mang tiền đi chứ. Nhớ, chị để nhanh lên nhá. Bây giờ nhá, em cứ đứng nguyên ở đây. Đợi anh một loáng là anh xong ngay. Anh đo rồi, cỡ từ này mà cao lên 3 phân nữa. Cỡ từ này. Rồi, đây rồi. Thế. Ê, chủ quán ơi. Dạ, ôi trời ơi. Quán ơi. Thế đến mở hàng. Quy hoạch quá. Ê, cái size này là khoảng size bao nhiêu đấy? Size này em ước tính là 37 anh ạ. Đôi này được đấy. Đôi này bao tiền? Đôi này 1 triệu, rẻ nhất cửa hàng. 1 triệu ông giữ lại mà đi. Đôi này hôm qua bạn tôi mua có 250. Này em giật với anh nhá, 250 của anh ấy nó là cái hàng giày đẻo, hàng da đẻo. Đây còn mỗi 500 thôi, cầm tạm đi nhá. Lấy cho đôi này. Bán đi thì cũng mà lỡ chết. Qua chưa sáng ra tôi cho thật thành tôi cứ tưởng là thượng đế đến nhà chứ hóa ra là âm binh. 500.000 không bao giờ bán, cửa hàng tôi chưa bao giờ giảm giá. Cũng phải giảm cho người ta một tí nó mới lọc lá đi. Nhưng mà anh có thấy ai giảm hẳn một nửa giá không? Ai mặc cả cái đấy chết, bán đi là lỗ. Đây đi thì 800. 800 cũng được rồi. Thì ok, cái ông 1 triệu là rẻ nhất rồi. Còn đúng có 1 triệu. 1 triệu đi bán. Đây rồi. Anh mua tặng em đôi giày. Ôi. Cái đôi chân ngọc ngà như trên này mà lại đứng ở dưới đất thì trông xót lắm. Anh mua đôi này rồi ạ? Anh mua rồi. Có thật là anh mua đứt đôi này rồi không ạ? Thật chứ, hôm nay có chuyện không mua đứt được thì anh tiếc gì em đâu. Thôi, đi cảm ơn anh đúng không? Dạ. Nếu mà em muốn cảm ơn thì em hoàn toàn có thể cho anh xin số điện thoại để mình có thể mình giao lưu, mình trao đổi, mình chia sẻ. Anh này, em vẫn phải cảm ơn anh nhưng mà em không nhận đâu. Kể kìa, nhận cho anh vui. Em nhận nhá. Nhận. Em cảm ơn anh nhé. Ừ. Sếp ơi, sếp. Anh ngoài kia nhá, mua cho em đôi này rồi. Thế là em đã đạt chỉ tiêu 50 đô trong ngày hôm nay. Đủ KPI nhá. Ui, tuyệt vời em ơi. Cứ thế phát huy, cứ thế mà thăng tiến. Đã. Anh là tin. Thế hôm nay em nghỉ ở đây nhá, em về nhá. Ừ. Còn đôi này sếp cất cho em. Ngày mai em lại lấy ra làm đạo cụ. Ok, được luôn em. Em đi đâu ấy? À, em cảm ơn mạnh thường quân nhá. Tránh ra cho em còn về. Đây này anh. Ok ạ. Sao lại... Chào anh. Như thế đấy. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng nha. Cảm ơn rất nhiều. Ê, em ơi. Này. Em. Cày hơn ớt.